còn còn cái gì đó, còn còn lên tim, còn cá, cá gì vậy? Cá lóc. Vâng, từ từ. Cá lóc bự á. Rồi cả nhà, giờ trời cũng đã sáng nha. Giờ mấy chú cháu sẽ sửa sạn đi thăm câu nghe nha. Anh em đi sớm sớm chút xíu, tại vì hôm mưa đó, còn mấy chục cây mình chưa có thắp nữa cả nha. Giờ đi chú ơi. Đây, đi thăm câu. Rồi cả nhà, giờ anh em đi thăm đường câu của thằng em trước cả nha. Ông chủ thì ông chống xuồng đi theo ở bên ngoài đó cả nhà. Lên tới đầu trên đó thì sẽ tới luồng câu của ổng. Bây giờ hai anh em đi thăm câu dính cá, hai anh em sẽ quay lại cái nhà mình xem ơi cả nhà. Trời buổi sáng này mát mẻ luôn cả nhà ơi. Ổng mưa mới dứt luôn á. Mưa miên đêm hôm luôn. Sáng thì luồng câu của thằng em ở cả nhà sớm rồi. Em không dính một con. Câu này bữa nay thất bại rồi cả nhà ơi. Ở nhà có nghe tiếng kinh bên cam không? Bên cam bên kia ông sải ông tụng cả nhà. Sáng như tụng lần, trưa tụng lần, tối tụng lần. Trời ơi. Cá nhà siêu siêu chết queo luôn cả nhà. Bình minh sắp sửa lên cả nhà, mà trời đang hơi chuyển mưa cho nên lên không nổi. Cánh này còn đang chuyển mưa hay gì. Chim cá lóc bóc không cả nhà ơi. Lồ câu của thằng em thì còn dắt bên bờ bên kia nữa cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ dõi và chạy ra bên đó thăm cái lồ câu em còn nhiêu cây bên đó nữa vậy. Còn bên đó mấy chục cây nữa cả nhà. Tại không có chỗ cắm nên cắm lẫm chỏm vậy cả nhà. Như cái đó dính gì đó. À, còn dính cái cỏ đó không. Ôi cá bự gì đó nè. Bóp đầu nó gì ảnh xuống. Chọc dãy hết trơn rồi. Dãy. Ồ, mất từ đây mà. Wow. Sớm giờ mới dính thấy con được được đó nha. Mấy con kia nhỏ nhỏ không, chết. Đó, trời này mà dương, ôi. Trời mà dương này cả nhà ơi. Đừng cả mà dương không. Quá quằn chạy quá chạy rồi. Chạy luôn rồi cả nhà ơi. Trùng không nổi luôn. Trùng quá trùng luôn rồi. Kìa nhìn kìa, nhìn theo mé. Ui. Bởi vì cá gô lên ăn cái gì mơ. Cá gô lên ăn, ăn câu. Trùng thì ghê thiệt. Gô ngon quá ngon. Gô chục con cò nữa. Trùng thì ghê không? Đâu trùng bệnh bệnh không? Chẳng giả hết chứ. Cấm một nháy cái gô luôn á biết rồi.
u dính cá lóc, 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 dàn khè ú quay sao gọi là dàn khè hả? Ừ, nó vô dàn khè lắm mà ú dàn đi khoan dàn dàn vô rồi cả nhà. Vậy là luồng câu của thằng em hết rồi, bây giờ mấy chú cháu sẽ đi xuống chuồng và di chuyển đến cái địa điểm câu của ông chú rồi cả nhà. Giờ tới luồng câu ông chú cả nhà, giờ hai chú cháu đi thăm dính cá, hai chú cháu sẽ quay lại cả nhà mình xem rồi cả nhà. Buổi sáng hôm nay sao thấy cái ngày buổi sáng hôm nay sao thấy dính ít quá, ít hôm cũng dính ít, sáng cũng dính ít nữa. Còn cái gì đó, còn là tim, còn cá, cái gì vậy? Cá lóc. Vâng, từ cá lóc bự á. Đâu rồi? Ui, cá lóc là bá luôn cả nhà, u quá đã, quá im. Chưa hút ra bộ cổ gì nữa, chắc cú. Cá này 200 gram, 300 gram chú. Cái này từ 400 gram, 400 gram hả? Ú hả? Con cá này cả nhà, con nuôi uống đốc luôn cả nhà. Dính vô đâu rồi mà không chảy rồi? Dính ngay chỗ cò má luôn, má đào luôn nè. Trời ơi. Oh. Cá ngọt thì ghê không? Cá ngon. Cá này chắc cá gái không? Cá gái. U nuôi uống đốc. Quắn đôi bụi cỏ kìa. Ông nội ơi. Quá trời trùng bởi vì cá nó đang nhái. Trùng này vô mưa mà bò lớn ngến chân. Qua mưa. Trùng này mà hốt mà không biết bao nhiêu mà nói luôn. Ông nhận thì là trùng dữ thằng thiệt. Ôi, quắn một cục luôn rồi ông Quân. Xúc vô. Ừ. Vậy cho nó chắc ăn nha cả nhà. Nó sảy uổng lắm. Cái này cắm câu cũng khó cắm nữa cả nhà. Quá trùng. Trùng quá trùng luôn. Cái này cắm câu cũng khó cắm. Ngập hết trơn rồi. Con cá nè cả nhà. Bỏ vô. Vừa tới bên cái dắt trên đây đó cả nhà, là thấy cần câu nó quằn dính cá cả nhà. Để cho ông chú lộn lấy cái giọt chút rồi để đi uổng lắm cái này. Bự nhỏ không biết đây. Ôi 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 biết nhiêu. Quá trùng luôn cả nhà ơi. Trùng này bắt chân câu. Sảy biết nhiều con nói cá nha, cá nè cả nhà không? Ồ, bỏ vô. Đồ con ếch. Chú queo luôn. Chết luôn rồi. Đưa đây, đưa nó đang cầm luôn nè. Tí xíu lại tháo xa. Ăn trước. Cái me. Cái me này em hôm dính cá bự nè. Cái này không dính luôn hả? Chết luôn rồi. Ừ.
không có đem cái ấy thôi hả? Rồi cả nhà, giờ tới luồng câu của ông bạn Thắng rồi cả nhà. Rồi cả đi về đi, em xin mời cả nhà đi theo mình với ông bạn Thắng, với ông chú điền trước. Coi coi có dính nghe cá không cả nhà. Ông đi trước ông cuốn mấy cành cây ấy. Dính dính cá rồi cả nhà. Cá lóc nó cần bi đào luôn cả nhà. Đây có cái đám bi đào rồi. Cái đám bi đào. Này nốt lưỡi rồi bà ơi. Nốt lưỡi thì gạch ra luôn. Gạch ra luôn. Đó. Đây, một con. Ủa cá này dính đâu hùm hôm gì sao vậy nè, nhừ nhẫn luôn à. Vậy cái má nó chi chóc chân chóc sao ý bộ. Đây cá này cả nhà, cá này phải cầm chắc chắc á, gần gần nước nó tẹt một cái một là đi luôn, bởi vậy mới đem lên bờ đó. Hay lắm, lỏng 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 tay là nó bắt liền. Đây rồi cả nhà ơi, thì hôm mấy chú cháu sáng nay mấy chú cháu thăm câu á thì cá dính cũng hơi ít, bây giờ mấy chú cháu dỡ đóng cà chuột đi cả nhà. Đâu nãy em trong đường nó xuống mà dỡ cà chuột xong hả, tính câu tiếp. Dạ ông chú nói cái đường câu của mình nãy tôi giảm dính 6 con nãy. Nhưng sao còn mình dở cho chuột đi. Dở cho chuột đi. Đang thăm câu. Sao cái đống này nó dưới nước còn chuột ở không ha? Còn. Nay anh Thắng đi về miền Tây sông nước cho dở cho chuột luôn. Ở chẳng có dở cho chuột không? Không. Lần đầu tiên trải nghiệm luôn á. Ở bên Quốc Thái. Gì đó chuột hả? Làm gì ngon ngon á ơi. Nướng muốn nướng 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 làm giày que, trời mưa này làm giày que ấm ấm đi ra vay chuột. Có lên YouTube á, YouTube á. Nhái. Vô con đang hổ hành cả nhà ơi. Nó có nửa ký á. Ngon rồi đó nha. Còn đó còn nửa ký á. Rồi rồi. Được kia không? Rồi rồi. Nhảy kìa. Nhảy nhảy lon con nè. Chuột kìa, chuột kìa chạy kìa. Chuột kìa. Đứng ngoài đi. Chuột kìa. Chuột chạy kìa. Đứng ngoài canh đi rồi ấy để. Chết vô từ từ đi. Đó là để nó chạy ra. Má trời chuột chạy ra cả nhà. Chuột đó. Vô. Nhái cũng quá dữ luôn. Quá trời nhái luôn. Nhái danh ngọc này nói là lá không ăn bắt nó không có bị chuột cắn. Đây hả? Như nào ấy? Để thấy ngoài luôn. Ê trời, chụp chuột một sớt trời. Bình thường. Ngon mà tính vô à?
Đủ gùi à. Đủ gùi à. Quá trời chuột. Cái lỗ cách cái gì đó đó. Gần rồi. Ồ, lỗ quá trời, lỗ nè. Ồ, nhái ra quá trời luôn. Em lại. Ồ, thôi. Đè lên hết, đè lại nó đi. Dù cái chạy đi. Ồ, mạnh lắm. Cóc còn bành bành không ông ơi. Ê. Kìa, nó quay lên nó táp một cái là thôi mình đi bắt nhái. Thôi chờ quá đi. Cái đồ lên hết sáng. Mọi người cóc con mình bành luôn. Cóc con cà lá không à. Đây. Chuột kìa. Ừ, nhái kìa ông u. Nhái kìa. Ai dạ. Đó. Ra đi, chứ ra đi, đi đường kia kìa. Bắt đi rồi lấy, bắt chuột lấy, tay tít ổi. Đây. Con gái nè, hốt tay á. Bữa ơi, mày. Chứ lụm gì? Một hốt con hốt. Con ngại nằm im re ha. Vô đây con nằm im re kìa. Một cái mấy chục con nè. Mà anh này khỏi đi bắt một đêm nữa không? Khỏi. Nhậu hạt đất ngủ ngắp về đi mất luôn. Bắt. Lừa vô bắt luôn, lừa nó vô bắt luôn. Quá nhái luôn rồi nha. Nhái này bắt tấm câu được, có lý rồi, kè trong góc đó kìa chú. Đó. Quá trời. Hút. Hút. Nhớ cái nó luôn rồi. Đây cái nó thuốc rồi. Đừng gửi. Cóc con tà ná không? Ê, nằm rồi. Hôm nay đủ 200 rồi. Đó. Rồi, rồi. Bị dứt rồi. Hút vô anh tí trời. Hút vô tí giờ. Hút nhái mà hút ngày tí vậy? Ừ. Quá nhái luôn. Nhái trong đây hả? Đây, em bị ra em hết rồi. Ở bao này nè. Em thằng ấy vô bao luôn. Vụ. Cơm đây nè, ngoài cái tôm. Á da. Con nào lấy nhỏ thì nó chung ra. Con nào lớn nó quanh. Kìa, nhảy kìa. Cái nó. Đây con lấy kìa nhảy kìa. Dí dò kìa, dí dò. Nó kiếm mấy đâu, kiếm luôn. Rồi nó lọt vô hết rồi. Cầm. Nó còn nhái chứ đưa vô đó lá được. Nè. Tốc tốc lên. Ờ chuột. Chuột. Ồ. Cút chuột luôn. Đừng con rắn nữa. Bò cái ta. Lại sao đâu sao luôn. Đổ vô. Đi rửa. Rồi gáo hành. Cái ngô hành hay nha. Cái này cũng được mấy ký ha. Chắc 3 ký. Gạt gắn này nó không chịu xuống. Dính đầu của gạt ngoài sao dính xuống. Đậu kìa. Rồi lấy ra bắt tay đi. Rồi được.
mấy kilo cả nhà. Như gắn hũ hành đó nè, gắn hũ hành chu lên kẹt cái đầu. Kẹt cái đấy rồi. Kẹt cái sắt ngang đây. Rồi gạt xúc. Chung vô ép thì chứ. Gắn rồi kẹt nó sẽ chết luôn quá. Chết luôn làm nó. Sao nó chui vô tới được hay vậy? Làm nên thắng đấu rồi bao thắng luôn. Một. Bao gần tất nha. Nhiều không? Nhiều bột nè. Đậu vô một đống luôn nè, không nậu được. Dư cầu vô. Hả? Lấy cỏ vô. Để vô lát về bắt con cá thì sao? Con cá nãy cắm. Nói gì bật tư. Rồi cả nhà, bây giờ mấy chú cháu cũng đã dỡ chuột xong rồi cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ di chuyển lại cái chạy cả nhà, còn cái luồng câu mấy chục cây đó đó. Để mấy chú cháu thăm thử có dính cá không cả nhà. Còn mấy chục cây của là hàng ngày em lên câu người ta vậy đó. Thì cắm xuống lại đi. Đây, chuột ấy. Ô, bự không á. Lên vỏ, lên vỏ đi. Đây là cái xuồng huyền thoại. Bây giờ là ây da, cái xuồng này là lâu đời lắm luôn rồi. Rồi đi. Nó xuống mình. Còn miết đâu chút. Dở chuột rồi bây giờ đi thăm câu cả nha. Còn mấy chục cần gì nè. Mấy chục cần thôi mà mưa quá trời đó, mình không có thăm nữa cả nhà. Cắm cắm cái cục kia lên luôn. Rồi. Vô nó bò đây, nó bò đây. Quấn cỡ này. Cá này nhờ nó ăn chắc nè, không ăn chắc đi rồi. Nó quấn cái cục cỏ quá trời quấn. Ồ, móc vô vào má. Lưỡi lưỡi này thấy vậy mà mau toàn là móc má đầu không. Năng nó gạt ngang. Vô vô. Rồi đi. Nước lá chả lên binh hết trơn rồi. Đi mà tè cổ lắm con chết nè. Chết rồi. Lỡ luôn chứ, lỡ ra liệt vô cỏ á. Liệt vô cỏ á. Cũng quá. Nó buông cá chết luôn à. Đâu rồi, không kìa. Có chứ. Không có, không có. Ở đêm hôm mưa quá mưa rồi, đi thăm không được. hôm về thăm trên kia mắt đám mưa rồi giờ đâu càng ngày ông càng lớn nữa thôi thấy gì đó nè bỏ vô rồi cần này liệt nữa nè trước nó liệt kìa đây cần cần trước. Còn cần trước nó liệt nữa. Còn không? Nổ cây lên luôn rồi chú. Đi à? Đi hả? Còn cần cái này nè cô. Đi lên nha, rồi đi con. Liệt cần không? Mò 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 dưới. Mò dưới không mò. Còn không? Chạy không? Đi rồi. Cô lò. Ủa, cá mini. Rồi, đi luôn. Rồi, đi luôn. Rồi cả nhà, đây là thành quả của mấy chú cháu cái buổi sáng cắm câu rồi cả nhà. Rồi chưa? Một. Hai. Chết. Ba. Bốn. Sáng này được 5 con. Được anh này. Ủa,
anh đói đâu, anh đêm hôm mà anh nấu cháo á, vậy anh nấu bánh canh. Anh nấu bánh canh. Bánh canh mới nhiều, bự bự hơn. Của mình đây. Một nhỏ con bánh canh hôm. Nhỏ hơn con bánh canh hôm. Bánh canh làm hôm con cá đó có trứng. Chết. Ba. Bốn. Hai. Năm. Hết rồi, này hết. Ba. Đậu luộc nó lọc ngon à. Đó. 6 7 8 9 rồi cái gô. Cái gô. Cái gô. Cái gô gọng luôn cái gì? Để vô luôn đi. Rồi. Gọng vô luôn. Rồi cái nhà đây cũng là cái thành quả mà mấy chú cháu nãy dở cái đống chuột nè, cái đống trà chuột cái nha, chắc bằng cây bắp. Đó, cái này được cũng mấy kilo à, 3-4 kg gì đó. Giờ mấy chú cháu mặn luôn đó nha. Mặn làm thịt luôn. Chuột này biết làm gì ăn để cho nó ngon đi nữa cả nhà. Rồi cả nhà thì nãy giờ mấy chú cháu cũng đã tắm rửa xong mặn chuột xong rồi cả nhà. Đây cho một gỗ chuột luôn, chuột mỡ cũng rất là ngon rồi cả nhà. Hai chén gửi. Đó. Bây giờ là mấy được à. Mấy chú cháu sẽ chuẩn bị cái bữa cơm sáng. Để ăn cơm xong mấy cháu nghỉ ngơi và tiếp tục chiều đi cắm câu rồi cả nhà. Đó, bây giờ ông chú ông sẽ nhóm lửa bắt cơm lên cả nhà. Bên đây thì ông Bạn Thắng mình ông chặt hai trái dừa để mình lấy cái nước mình khìa chuột. Chuột mai khìa chắc ăn ngon dữ á. Mỡ không à. Có làm về que không? Gồm về que đó. Que. Có chứ. Rồi bắt vào cơm ngay. Giờ hết mưa rồi cả nhà, nãy giờ hồi sáng không có mưa, giờ hết rồi, lầm gầm lầm hoài luôn. Muối gì? Cá hả? Khô. Làm khô à? Khô luôn. Thấy cái màu ớt im quá vậy. Khô này làm gì que rồi không biết ạ. Được hả chú? Được. Trời mưa mà củi nó ướt luôn cả nhà, không cháy luôn. Nhúm nãy giờ nó không cháy luôn. Mất đổ dầu rồi, rồi vô. Con giặt mặt luôn nha chú. Giặt đi. Giặt đặng ra mình khìa chuột. Cái này là cà chua. Ăn thử miếng cà chua không? Quá. Bắn như bắn như bi vậy, đồ vô nước rồi. Vô quá trời nước luôn bồi. Đúng không? Nè. Ừ, để tôi lựa cháy tròn tròn như nó không nước thôi. Cá dưới sông nó quậy ủng 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 ủng. Chẻ cơm ăn gì? Chẻ cơm ăn. Có cháo đó. Để làm chạy nó từng quá. Ăn cơm ngửa cháo hả? Ừ. Đâu có gáo đâu. Đâu có... Mình thay chuột muốn sôi này nha. Còn dư nhiều quá cái nha, cái này chắc mình muối thôi, muối chiều chiên á. Làm gì mà lên khói vô không thắng con đầu phộng. Làm gì lên khói cái này nữa rồi. Wow, nó vàng nè cả nhà ơi. Mình bỏ cái đồ chét luôn. Thơm chưa? Thơm rồi. Nó bụng chưa? Đổi. Má mỡ luôn rồi. Mỡ không? Mỡ như lắm luôn rồi. Nó đi rất rộng như chú. Dọn chén ra.
nè đậu phộng nè, được rồi, đâm người nó văng nữa, văng lùm lùm chân ra ngoài quá trời rồi. Rồi cháu gầm lấy vô, cháu lấy vô gầm đi, rồi lấy vô. Ôi cháu gầm. Rồi nè, được kìa cháu gầm. Thơm. Quá thơm rồi. Con này chính ha, nhắc á. Chuột này. Chuột đó gãy xào. Xào hả? Xào luôn hay gì? Xào luôn. Rồi. Này làm được nhiều món quá ha, chế biến món này món kia thì lắm. Thầy chú nước chưa nè, gặp nhiều chưa, nướng nữa hả? Rồi lấy vô nướng luôn. Ủa khè là khác món. Còn ruti là khác hả chú? Còn món ruti nữa bột. Ruti ruti là sao? Rồi chào chào nữa, chào chào nè. Coi chừng nó Phật á. Chuột xào để nước dừa luôn cả nhà, cho nó ngon. Rồi chùa dừa nước chữ á. Ngọt kiều lắm. Kiều lắm đó luôn. Nó là chuột xào bao gâm. Ăn hay cái múc ra cái mình để vô. Rồi cả nhà, bây giờ là buổi sáng của mấy chú cháu đã cũng chuẩn bị xong cả nhà. Buổi sáng mấy chú cháu thì sẽ dùng với chuột khè nước dừa. Đó, với chuột xào để nước dừa luôn. Bao gâm. Đây là cải nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà cô chú anh chị và các bạn dùng với mấy chú cháu nha. Rồi xin mời cả nhà dùng với mấy chú cháu tôi ăn. Bữa nay làm vàng que cho nó ấm quá, đi ngon quá, mưa quá lạnh luôn rồi. Giờ tới nữa nè, mưa tới nữa. Nữa cả nhà. Thôi giờ vô cái ha. Gì vậy? Dứt cục vịt chuột liền chú. Dứt cục cái đùi ơi. Cái đùi. Xé quất cái đùi liền coi. Chấm cái này nè. Quất cái coi. Im mà. Chuột này ngon, chuột đồng không? Chuột đồng mà. Thôi mình cũng xin phép mình mời cả nhà luôn ha. Mình uống cái mình thử cục. Hương vị của bạn ăn chuột này thử coi ngon hơn chuột Long An bạn không? Chuột là chuột cam nha. Cam hả? Chuột cam á chứ không phải là chuột Việt Nam đâu á. À. Bộ hấp dẫn dữ rồi nha. Xin phép mời cả nhà nha. Mời cả nhà luôn nha. Uống hết cao luôn đi. Cái này nếu mà nó không có rượu thì sao chốt nó trong mình sao rồi. Tỉnh ha, tỉnh giấc ha. Chấm chấm lúc ngon quá im ha, quá im. Quất ơi, quất miếng chuột xào quả bông coi. Im quá. Như món nào cũng im hết ha chú. Đồng Thắng thử món này coi, thử này chưa? Đây bắt đầu thử. Nhiều cải nè. Nhiều cải trong dưới này. Nhai luôn xương luôn. Nhai luôn xương. Xương nó mềm mà. Mềm. Quá bén chú ơi. Chuột này có mở ăn im.
Thôi bây giờ mình xin đặt máy mình vô mình ăn với mấy chú cháu luôn ha cả nhà. Ngồi đi. Rồi xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm buổi sáng với mấy chú cháu luôn cả nhà. Bữa nay ăn với thịt chuột đang dở ra, mấy cháu dở cái đống trà bắp đó cả nhà. Cũng được to tầm 3 kg. Đó là ông làm một món là khìa và nước dừa để miếng gâm, chứ một món là xào rau gâm nước dừa còn là cá lóc bữa nay mấy chú cháu không có ăn nha, bữa nay gọng lên hết trơn rồi, tại vì ăn hoài nó chung nó cũng ngán ngán à. Lâu lâu mình đổi là cái món chuột này cái cho nó ngon ngon miệng cả nhà. Xin mời cả nhà uống một cốc rượu với mấy chú cháu nha, cho ấm cả nhà, chờ mưa bão tới nữa rồi. Hôm hôm bây giờ ông quằn mấy chú cháu quá trời rồi. Đây luôn. Đó, ngay luôn rồi. Ngay luôn. Để tôi chạy lấy đồ vô. Lấy đồ vô. Lấy đồ luôn vô hết luôn đó ơi. Mưa tới rồi đó. Đang ăn trời mưa bây giờ. Trời này bão quá. Thấm ăn thì ăn nó ngọt nước nó ngon. Chuột quá trời, đang mạnh mạnh đi nhão nhão chuột luôn, nhão chuột luôn tay cái con ha. Ăn chuột thì nó mềm xèo lắm, mềm thì nó dừa mềm. Kèm cho cấu gâm vô vậy nè, chấm cái vuốt cái nồi nó béo nó ngon có cái miệng. Rồi xin mời cả nhà của chú anh chị tìm một cốc nữa này, mấy chú cháu không có đem ly nữa. Cũng gãy cái ca luôn, quên đem ly rồi. cản phụ cái cốc. Ăn gì nó ngon, lai gai vậy. Ăn ngon thôi, nó chứ nó hết cái chén, để từ nó ngon. Dính đừng nghĩ đâu ra mà quá hấp dẫn vui cho nó ấm thôi. Chừng này giá con tà ông độ khấm câu dính nhiều chút cho cả nhà, đừng cho mấy chú cháu mình khấm câu vô bánh bữa à. Đã không, đã uống nhiều ấm ấm ha, trời lại lạnh uống nhiều ấm ấm. Dầu chiên á. Rồi cái này uống nó dỗ dỗ đùi. Rồi cả nhà ơi, mấy chú cháu ăn dùng cơm xong rồi mấy chú cháu sẽ nghỉ ngơi cả nhà. Rồi mấy chú cháu hẹn cả nhà bữa chiều mấy chú cháu sẽ tiếp tục đi cắm câu cả nhà. Giờ video của mấy chú cháu cũng xin tạm dừng cả nhà. Hẹn cả nhà buổi chiều cả nhà. Xin hẹn lại cả nhà buổi chiều nha.